Đây đây là món cơm em gái mình đi nấu xong rồi đây. Đây là món thịt, món sườn và món thịt vịt kho nè. Rồi còn đây là món cá nè, đồ cá hồi nè các bạn, đồ cá hồi không ăn nó rất là ngon luôn. Còn đây là món canh, xin mời cả nhà nha, ăn cơm với mình. Hello mọi người ơi, hôm nay thì nhỏ em dâu tương lai của mình nó sẽ nấu ăn cho các bạn nè. Nấu ăn cho gia đình đây. Đây là món gì vậy em? Đây là nấu canh. Nó cả... lớn lên. Nấu canh cải thì. Nấu canh cải thì hả? Đây là thịt hả? Dạ. À, đây là thịt bằm nè, đó, nấu canh cải thì. Còn bên kia là gì vậy? Cá hồi kho với lại măng. Cá hồi kho với măng nha các bạn, ngon quá. Quá xá là ngon. Lâu mình không phải nấu ăn đây. Hôm nay là ngày chủ nhật đó, em mình nó rảnh, hôm nay nó không có đi làm. Chứ hôm nay em dâu tự ra tay nấu ăn cho gia đình đi. Thế là hôm nay đang được ăn. Ngon quá. Chắc là ngon lắm đây. Rau cải thì đâu? Rau ở đâu? Dưới á. À đây rau đây. Đây, đây là rau cải thì em mình nó đã rửa rất là sạch sẽ và nó cắt nhỏ ra như vậy để vừa miếng ăn nè. Đó, ăn rau mùa này thì các bạn nên ăn rau, đói ăn rau đau uống thuốc nha. Để cho cuộc sống của mình nó thêm có nhiều chất vitamin, vitamin C, để giúp cho cơ thể mình nó khỏe hơn. Chứ nếu mà ăn thịt không thì cũng không có tốt nha các bạn. Nhớ là phải ăn thêm nhiều rau và nhé. Cơm thì mình nấu rồi. Đó, bây giờ chỉ chờ em gái mình đến nấu ăn thôi. Phải nói là dạo này ở nhà từ hồi dịch thì gia đình nhà ai ở nhà đó đó, nên là các bạn phải siêng năng sáng tạo tất cả các món ăn để giúp cho gia đình mình thêm hạnh phúc hơn, ăn được nhiều món ăn ngon hơn nha. Này, sau khi nè bấm cái này nè, khóa cái này là nó khóa rồi, giờ mình bấm để mình mở cho nó lớn cho nó nhanh đó. Đó, còn đó là cá đó. Ngon quá, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Lâu lắm rồi không ăn măng. Ăn măng kho với cá ngừ. À quên, cá đầu cá hồi á. Trời ơi, đầu cá hồi này kho ăn nó mềm hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Thơm quá. Ăn nó béo gì đâu, mình thích ăn cá hồi, khoái ăn cá hồi sống á, sesame đó. Còn đầu cá hồi thì mình có thể nấu canh chua hoặc là mình kho măng như vậy ăn rất là ngon luôn. Em cho cái cảm giác sau khi test virus đi bé Như. Test làm sao, em cảm thấy làm sao? Trước khi test có hồi hộp không? Còn hỏi em rung quá trời. Rung quá trời luôn hả? Sợ hả? Dạ. Tối ngủ có được không? Còn mình thì mình ngủ không được luôn á, mình sợ á. Chỉ sợ trời ơi, hôm nay test mà bị một cái là thôi. Chắc phải đi cách ly, sợ lắm đi thôi. Hôm nay em test có đau không? Em bị sốt. Lúc mà test xong là bị chảy máu cam luôn. Vậy đó hả? À chắc là tùy người ha. Kiểu như tăng thẳng quá. À. Tăng thẳng quá là bị chảy máu cam. À vậy lúc test người ta không có kêu gì hết hả? Dạ không, người ta chả nói. Chị là khi test là nhân viên kêu là chị hít thở, nín thở để máy là không có sao hết nè, chị nín thở là có sao đâu, còn chị điệp mày cũng vậy, bị điệp nó cũng bị đau, nhưng mà nói chung là mình ok. Gia đình mình hôm nay là quá là vui, quá là hạnh phúc rồi các bạn ơi. Chỉ chờ đến ngày mai nữa thôi. Đó, là bước đầu là thấy ok, an toàn rồi. Giữ sức khỏe cho gia đình mình được tốt. Xin mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Trời ơi, mâm cơm rất là ngon luôn. Ngon tuyệt vời luôn. Sáng giờ thì mình ăn bánh mì từ sáng giờ luôn á. Lâu mới được nhỏ em dâu làm đồ ăn cho ăn rồi không? Ngon. Ăn miếng canh. Cái gì cũng ngon hết á. Có người làm cho ăn là ngon hết. Đầu cá hồi này nó béo quá. Béo quá.
ăn con mắt đi cho nó sáng mắt. Ngon, bữa nay phở cá ngon. Gió lồng lộng luôn. Giờ mùa mưa rồi. Ừ. Hôm nay tháng mấy? Tháng 5 rồi. Giờ mùa mưa. Ở quá tháng 5. Tháng 5 quá tháng 6 rồi đó hả? Nói chung nó không rành nữa. Tâm lịch vậy không có biết. Tháng 7 mưa ngâu. Hình như là quá tháng 6 âm lịch đó. Đang trong tháng 6 âm lịch đó. Biết rồi, Covid chả biết ngày tháng là. Ừ. Không nhớ ngày tháng luôn. Ngày nào cũng như ngày nào. Ngày tháng cứ trôi lặng lẽ. Thấy ghê chưa? Anh Lý còn cầm theo mà chơi game tao lại hay không mà. Nè đó mà. Mai mốt hai đứa là không có nào nói đến nào được hết nè. Đồng vợ đồng chồng các biển. Đồng vợ đồng chồng các biển đông cũng kẹt. Các biển lông cũng hạ. Nhỏ con mình nó order một đơn nè. Bé mi ơi. Nè cô con xong mình nè. Người ta chồng được một đứa rồi đúng không? Chồng chơi thì vợ không chơi, vợ không chơi thì chồng chơi, lần này hai đứa. Ok. Good. Đứa hai đứa giỏi luôn á. Cái đồng vợ đồng chồng. Mà mua cái máy tính để livestream đúng không ạ? Làm cái gì? Streamer ha, chồng là streamer. Hấp hấp mà. Gió quá chị nhỉ? Gió lặn mưa, chết mẹ xe ở dưới. Xe gửi ngoài. Nè, chút chạy vô trong luôn. Thôi tí về kìa. Xong mẹ quay. Anh đi con. Nè ngồi xích đây cho mẹ quay với cái đó là cái gì. Mẹ quay đi. Không mẹ quay con ăn với mẹ. Không thôi. Mẹ quay đi. Thôi. Không cần thiết. Cơm ngon quá. Ê, cá cái kho ngon này như. Dạ. Cứ phải phát huy nha chưa? Thịt gà này. Thịt gà này mẹ kể là mẹ mơ, mẹ chữa như Vũ ăn luôn á. Ờ. Ôi là cho cái này. Không, bữa nay kho ngon mà đúng rồi. Kho vừa ăn. Để bữa nay sẽ mua cá này nữa cho em kho. Ủa, bữa nay cái chung hả? Không, chị với con này cũng mất chung rồi. Nó lượm, như lượm vậy. Cái gì con? Cái nhà đi lấy thẻ kìa. Nguồn chính phải đi em. Thẻ gì? Thẻ em. Cái là. Nếu nhân lực tùm lum người ta phải ngoài bác vô mấy trăm người để phụ làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình nha. Đây là một bữa cơm rất là ngon. Bye bye, xin chào tạm biệt.